Mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ núi lửa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay nha. Vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ cái đảo. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé. Trên cao vẫn cứ thế tôi như đã có phát ngôi buồn.
cách nào để chia được đôi ta, càng xoay thì lại càng nhớ thế. Đời người đã có mấy lần yêu. Các bạn ơi, mình đang trang trí nốt phần vòng nhé. Mọi người ơi, phần vòng của mình sắp hoàn thành rồi nha. Mình buộc vòng lại rồi nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục trang trí nốt nha. Mọi người ơi, mình buộc hai đầu vòng rồi nhá. Bây giờ mình sẽ sâu phần còn lại thôi. Nhìn mê thế nhỉ. Gương để bàn, gương nhỏ